mọi người. Còn vài phút nữa là sẽ tới chương trình Tech Event số thứ tư của tháng 11 với chủ đề là Transforming Healthcare Technologies ngày hôm nay, với sự tham gia của chị Ruby và anh Bình Lê. Chắc là đợi thêm vài phút nữa để cho các bạn vào channel cùng rồi mình sẽ bắt đầu nha. Host hôm nay cũng sẽ cùng tên với chị Ngọc, là chị COO của công ty em, chị Nikki Ngọc Chuông ạ. Và đồng co-host là anh Thành Phạm, Manager of Engineer của Dark Foundation. Ok, 8 giờ rồi. Thôi chắc mình bắt đầu luôn nhé mọi người. Rồi sau đó thì các bạn vào sau thể nghe tiếp cái câu chuyện ở phía sau cũng được. Ok, thì hôm nay mình sẽ là cái buổi tech event số thứ tư của bên team mình. Cái cách mình tổ chức cái tech event này thì cũng là nó casual thôi. Nó sẽ là mọi người mình chia sẻ câu chuyện với nhau. Và nếu như mà các bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc là có cái ý kiến gì đó thì mình có thể trực tiếp mình bật mic lên, mình nói chuyện mọi người luôn. Càng đông càng vui, không sao hết. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là mọi người cũng có thể đặt cái câu hỏi của mình đặt cái câu hỏi của mình trong cái channel Q&A nha. Thấy mấy bạn cũng đang bắt đầu đưa cái thông tin về bên cả guest speaker với lại về Mombi ở bên này rồi ha. Alright, đầu tiên thì rất là cảm ơn Ruby với lại Bình đã join vào cái buổi nói chuyện với lại team Draft ngày hôm nay. Chắc là trước tiên, Ruby giới thiệu tí xíu về bản thân của mình được không? Cảm ơn Ngọc. Wow. Hai đứa mình cùng tên đúng không? Lát còn có chuyện hay hơn nữa để Ngọc kể cho nghe sau. Ok, chào mọi người. Không biết giới thiệu gì hết. Mấy bạn có để thông tin summary rồi. Thì Ngọc thì background cũng làm tech như mọi người. Rồi khoảng 3 năm trước thì Ngọc ra start Mombi. Thì từ thời điểm đó thì full time với Mombi tới bây giờ luôn. Ok. Vậy thì chắc là theo Ngọc được biết á, là mình làm software engineer khoảng chừng 10 năm rồi.
Cái khởi điểm của mình là như thế nào? Tại sao ngày xưa là năm 2000, cách đây khoảng chừng 10 năm lúc mà mình đi học, thì chắc cái lúc đó cái ngành công nghệ thông tin nó cũng chưa hẳn là quá phổ biến cho giới nữ á, mà tại sao mà phải quyết định mình chọn cái ngành đó? Nghĩ là cái duyên á, tại vì hồi xưa thời còn học phổ thông là Ngọc ở quê, là thời đó là 12 mà vẫn chưa có dùng máy tính nhiều, vẫn chưa thành thạo với Word Excel. Xong rồi tới lúc mà hướng nghiệp á, thì Ngọc có hỏi mấy thầy cô là mấy thầy cô thấy hiện tại những cái ngành nào kiểu tốt và nó có một gì đó có nhiều toán ở trong, tại vì hồi Ngọc thích, Ngọc rất là thích toán. Xong rồi mấy thầy cô có chia sẻ là vậy thì có thể theo sư phạm toán hoặc là thử với công nghệ thông tin. Thì Ngọc nghe công nghệ thông tin cái gì đó nó hay hay thì cũng đâu, lúc đó là phải ra phòng net ở quê á, em về research thử thì thấy nó cũng thú vị cho nên là đăng ký. Thì đăng ký xong rồi thi thi đậu xong Ngọc vào học luôn. À, thời điểm Ngọc vào học là lúc đó lớp 78 bạn thì chỉ có 6 bạn nữ thôi, và đa phần mấy bạn nam là đều biết tin học hết trơn rồi. Ngọc thì kiểu vẫn mò mẫm hàng ngày, vẫn chưa có máy tính riêng. Xong rồi vào cái phòng máy tính của trường á, sau giờ học thì cứ vào đó luyện thêm, rồi cái gì không biết thì kiểu hỏi mấy bạn, thì từ từ kiểu học được nhiều hơn và thích cái ngành này hơn, là Ngọc gắn bó luôn. Ok, thank you Ngọc. Rồi sau đó cái quá trình mình đi làm có mình có gặp một cái những cái khó khăn gì không trong một môi trường mà quá nhiều nam? Giống như công ty Ngọc hiện tại cũng vậy, nữ ít lắm. Ngọc thì Ngọc nghĩ cũng không phải là khó khăn, tại vì kiểu Ngọc thì cũng hòa đồng, xong rồi cũng nam nữ gì cũng có thể làm bạn được á, thì cũng có nhiều bạn nam là bạn thân. Thì có một cái buồn là kiểu hơi ít bạn nữ để chia sẻ thôi. Đa phần là toàn là bạn nam thôi. Bạn Ngọc thấy cũng học được nhiều cái hay từ các bạn. Ok, vậy thì nếu như mình nói software engineer thì nó hơi rộng, nhưng mà cái focus của Ngọc là front end, back end hay là mobile, DevOps như thế nào Ngọc? Thời điểm mà Ngọc đi làm ở công ty thì Ngọc tập trung vào cái phần web và back end web, thì Ngọc làm nhiều nhất là với Ruby on Rails. Thì trước khi làm Bombi thì Ngọc làm cho công ty của Mỹ. Thì trước đó nữa thì Ngọc cũng có hỗ trợ một cái công ty bên Sing, kiểu xây dựng một cái team ở Việt Nam á, lấy team đó rồi build cái đội tech ở Việt Nam. Thì đa phần đều làm Ruby on Rails hết. Sau đó thì Ngọc cũng có tự research thêm một ít về machine learning. Thì những cái đó nó mát lại, thì khi Ngọc có ý tưởng về Mumbai thì Ngọc ra thì nó cũng giống như tạo cái foundation cho Mumbai thời điểm đó. Ok. À, chia sẻ một cái câu chuyện thú vị mà nó nhỏ nhỏ ở đây. Thật ra là Ngọc Đít với Ngọc Đáp là từng làm chung với nhau ở công ty. Nhớ không? EA. Thì cái first impression mà của Ngọc có với lại Ruby á là rất là nhẹ nhàng, rất là ít nói nhưng mà lại hay cười nhiều. Và thực sự là ít khi nào được nói chuyện với Ngọc, nhưng mà mình có là bạn bè với nhau ở trên social media Facebook á, thì thường xuyên theo dõi cái quá trình mà Ngọc tạo nên cái Mombi này, và đó là lý do tại sao mà Ngọc khi mà team đang suy nghĩ coi là cái guest speaker tiếp theo cho cái event của mình đó là nên mời ai, thì Ngọc đã nói là thôi mời chị Ruby đi, chị Ruby sẽ có nhiều câu chuyện khá là hay để chia sẻ với mọi người. Một cái thứ nhất là cái chuyện mà mình là phụ nữ nhỏ nhẹ đúng không, và mình làm cái gì đó của riêng mình, sau đó là cái đó phát triển là mình reach out cộng đồng, mình có cái social impact nhất định, thì thấy đó là một chuyện khá là hay. Cảm ơn Ngọc. Ok. Vậy hát chắc là lát nữa mình sẽ nói thêm về cái câu chuyện của Ngọc. Còn bây giờ chắc là Bình ơi, À, mình mình cũng nghe chia đây. sẻ một tí xíu, Bình chia sẻ một tí xíu về cái background của Bình ha.
cho team mình được làm quen luôn. Ok. Thì background hiện giờ của mình cái, như giới thiệu thì mình là CTO của Mumbai. Nhưng mà mình hiện tại thì mình đang ở Úc. Mình có hai job khác ở Úc. Một là mình đang là giảng viên của đại học RMIT, mình dạy ở bên ngành Information System, là cái ngành kết hợp giữa IT với lại business. Còn khác nữa là mình đang làm software engineer cho trường đại học Swinburne. Thì mình làm cái đó là mảng integrations, là integrate giữa các cái hệ thống của nội bộ trong trường với nhau. Thì mình không phải gọi là, hồi đó thì mình cũng hơi là hardcore software engineer, mà từ từ mình move away, mình more into business and IT nhiều hơn. Đó là hiện tại của mình. Còn cái background hồi đó thì mình học hết lớp 10, tuổi 18 chứ, là hết lớp 12 là mình qua Úc, mình học đại học RMIT. Mình học ngành Information System luôn. Rồi sau đó mình làm ở trường RMIT luôn, mình làm ở trường RMIT luôn. Rồi sau đó được nhận ở lại Úc thì nhờ cái công việc đó. Rồi sau đó mình mới qua trường Swinburne mình làm. Thì nói chung hôm nay là mình làm trong ngành giáo dục không. Ở Úc là chủ yếu làm ngành giáo dục. Thì trong cái quá trình đó mình dù là làm ở Úc nhưng mà mình vẫn rất là thích xây dựng các cái hệ thống cho Việt Nam. Mình thì mình hồi còn cấp 3 thì mình có làm ra cái phần mềm là phương trình hóa học. Thì hồi đó thi cũng được giải này giải kia, cái sau này thì mình tạo ra website luôn, mình tự học mình làm web, cái mình tạo ra website luôn. Thì đó, cái web đó là một trong những cái web có nhiều người lượt sử dụng nhất, là hàng triệu sử dụng mỗi tháng cho học sinh cấp 3. Nó tên là phương trình hóa học.com. Rồi mình cũng từ cái web mà mình mới tạo ra thêm một cái product nữa là cái từ điển ngôn ngữ ký hiệu. Thì là cái đó hiện nay cũng là the large library, cái nơi lưu trữ nhiều cái nguồn tài liệu nhất cho người điếc Việt Nam học về ngôn ngữ ký hiệu. Hiện nay khoảng 7.000 video trở. Thì cái đó cũng là một trong những cái project mà mình rất là vẫn còn làm tới bây giờ luôn. Tiếp tục hỗ trợ cho người điếc Việt Nam mình học. Thì trong đây có ghi mình là CTO của Talks English. Thì hồi đó mình năm 2020 vào năm 2019 20 gì đó, mình không nhớ chính xác, thì là mình có mình thích có sắc tăng lắm. Nói chung có sắc tăng là mình thấy ai là mình connect, thì hồi đó mình connect được với Talk English. Rồi đó là anh CEO là anh Đinh Minh Quyền, thì làm cũng được một năm rưỡi hơn. Thì do các bạn làm việc thì cũng biết là leader thì cũng có khi sẽ là được bất đồng, nhưng mà cuối cùng bất đồng thì thôi đừng ai nấy đi, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình là đối thủ hay là gì hết, không phải là thù địch, thì cùng mình lý thôi. Thì hiện giờ thì cái startup đó vẫn còn run trên cái hệ thống mà xưa mình làm CTO. Thì mình cũng thấy good, cũng thấy happy, tức là mình build cái hệ thống mà nó sustainable. Không biết còn thiếu gì không. Cảm thấy là dư lắm luôn rồi đó. Oh wow. Thật ra thấy khá là hay khi mà mọi người có những cái dự án mà nó có cái social impact như thế này. Và cảm giác giống như là Ruby với là Bình á, thì đang là một cái combo mà khá là good luôn á, để thực hiện cái dự án Mommy ở bên mình. À, nếu mà nói tới đây rồi thì chắc là bạn nào cũng được chia sẻ một tí xíu từ cái khi mà mình cái quá trình mà từ mình lên mình có cái ý tưởng này cho đến khi mà mình thực hiện hóa cái sản phẩm Mommy đến bây giờ ấy. Vậy nha, chắc Ngọc xe qua ha. Thì ok. Rồi năm 2016 thì Ngọc lập gia đình và biết là mình có bé luôn. Cuối 2016 là Ngọc sinh bé, nhưng mà thời điểm mang thai là kiểu cũng gặp rất là nhiều vấn đề, tại vì sức khỏe Ngọc không được tốt á, phải kiểu có một bác sĩ riêng theo dõi tình trạng sức khỏe mà bé đầu, cho nên rất là lo lắng. Ngọc lùng sục hết trơn trên mạng nè, rồi mua rất là nhiều sách liên quan, rồi tải những cái app trong nước ngoài nước về xem thử luôn. Thì do là quá lo lắng như vậy, tiếp cận nhiều nguồn thông tin, cho nên kiểu Ngọc cũng bị overload á.
nhiều cái quá rồi, xong rồi lại lo lắng thêm, rồi xem cái nào trước, xem cái nào sau cũng rất là khó. Rồi tới khoảng vài tháng sau, khi mà theo cái hướng dẫn của bác sĩ thì tình trạng sức khỏe ổn hơn, rồi bé cũng ổn hơn, thì lúc đó dần dần Ngọc mới cân bằng lại. Sau mà khi mà cân bằng lại thì Ngọc mới bắt đầu là tổng hợp lại những cái gì mà mình học được trong suốt cái thời gian qua, thì cái gì áp dụng được cho mình, thì bắt đầu Ngọc mới tạo một cái trang blog, cái blog cá nhân thôi, để chia sẻ lại những cái vấn đề đó, để ai mà có bị giống mình thì có thể tham khảo thêm. Thì do như vậy cho nên là từ thời điểm mang thai cho đến bé mấy tuổi luôn là Ngọc thành lập được một cái cộng đồng là có khoảng hơn 1.000 ba mẹ, cũng thường xuyên tương tác với nhau, rồi trao đổi những cái vấn đề mình gặp phải, cái hạn như có sách gì hay hoặc là những cái vấn đề ai biết thì share qua share lại. Thì trong quá trình chia sẻ như vậy thì Ngọc có được rất là nhiều cái thông tin hữu ích, giống như là những cái mối quan tâm từ những cái ba mẹ khác. Thì tới khoảng năm 2019 thì Ngọc thấy là cần thiết để mà xây dựng một cái platform để thật sự hỗ trợ cho ba mẹ. Tại vì chẳng hạn sách hoặc là những cái kênh bác sĩ hoặc là những cái ứng dụng mà Ngọc dùng thì không phải nó không hữu ích, nhưng mà nó hữu ích mà chưa có đầy đủ. Ngọc muốn xây dựng một cái kênh để tổng hợp hết. Và cái bạn trợ lý đô ti, ý tưởng ban đầu của nó là, thường mình nghe nói là lên chức thì sẽ có trợ lý riêng cho mình, mà mọi người cũng hay nói là làm ba mẹ là thăng chức rồi. Ngọc nghĩ thì làm ba mẹ thì nó khá là vất vả và có nhiều cái điều mới, và ba mẹ sẽ xứng đáng có cho mình một cái người trợ lý. Thì cái người trợ lý đó nó sẽ theo ba mẹ suốt cái hành trình, để xem là thông qua tương tác với ba mẹ thì sẽ hiểu được cái thể trạng của mẹ và bé, cũng như là những cái thời điểm nào nên đưa ra những cái thông tin gì phù hợp để ba mẹ có thể giảm được lo lắng. Và một cái điều quan trọng nữa đối với Mombi là, vì khi mà tiếp cận nhiều cái luồng thông tin thì Ngọc thấy là có cái tin được, có cái không tin được, cho nên cái việc nguồn thông tin chính thống nó rất là quan trọng. Thì khi xây dựng Mombi, ngay từ đầu Ngọc đã xác định là 100% những cái nguồn thông tin Mombi chia sẻ là được đồng xây dựng và kiểm duyệt bởi bác sĩ. Thì đó là ý tưởng xây dựng Mombi từ lúc bắt đầu đến định hình. Thì Ngọc chia sẻ thêm xíu là vào 2019, thì khi mà Ngọc bắt đầu ra làm á, lúc đó có mình Ngọc thôi, xong rồi Ngọc nói chuyện với các anh chị trong network, những anh chị trong công ty đang làm đó, là họ em có ý tưởng gì em định ra làm. Thì thời điểm đó có vài anh chị là kiểu đã có bé rồi và thấy đây là một cái nhu cầu cần thiết á, cho nên là anh chị quyết định là những angel đầu tiên invest cho Ngọc để Ngọc start luôn. Ok, vậy cái bài toán mình đang giải ở đây là tính chính xác và tính đầy đủ của thông tin, và một cái trải nghiệm mà nó personalize hơn cho ba mẹ bỉm, đúng không? Thì Ngọc muốn xây dựng Mombi là một cái platform mà cung cấp nguồn thông tin chính thống, kịp thời, đúng thời điểm, cá nhân hóa, và một cái mức chi phí nó hợp lý cho ba mẹ. Mà hiện tại là ba mẹ vào Mombi là có thể dùng miễn phí hết luôn. Ok, thank you, cảm ơn Ngọc. Rồi, cái đó là để Ngọc hiểu hơn, cho có nghĩa là để cho mọi người hiểu hơn tí xíu về Mombi là cái gì. Đến phần này thì chắc là nó sẽ hơi technical một tí xíu, tại vì Ngọc biết là hiện tại Mombi đang có cái lượng người dùng là 22.000 người sử dụng app của mình, đúng không? Số liệu này thì Ngọc không biết là nó có tăng lên hay không hay như thế nào, đúng không? Hôm nay thì 28.000 rồi. Ok, chúc mừng nha. Cảm ơn Ngọc. Ok, vậy thì phần này chắc là có gì Thành trao đổi cùng với lại Ngọc, với lại Bình, với Ruby luôn nhé. Thành ơi. Ok, chào chị Ngọc, chào Bình. Thì đa phần bên phía thành viên của Rob là engineer ấy, cũng rất là muốn nghe bên phía chị Ngọc với cả Bình chia sẻ thêm về cái cách mình xây dựng cái app Mombi.
Thì như Ngọc chia sẻ, hiện tại mình đang có đâu đó khoảng hơn 20.000 hay gần 30.000 user đấy. Thì cái cách hiện tại cái ecosystem về mặt tech của bên phía mình là như thế nào? Bên phía chị Ngọc hay là Bình có thể chia sẻ không? Chắc Bình ha Bình. Thì để Bình tech Bình chia sẻ, mà có cái nào technical dev mà giấu Bình thì Ngọc chia sẻ. Thì cái architect thực ra cũng đơn giản thôi mọi người, tại vì mình nói là 28.000 mình nói nhiều, nhưng mà thực chất nếu mấy bạn đã xây một cái app thì thật sự thì nó thật lòng thôi, là cái lượng người mà người ta stay trên cái app của mình thật sự không phải là 24/7 đâu, để mà nó tạo ra một cái gì đó nó quá nặng đến hệ thống. Cho nên cho dù là 28.000 người, nhưng mà cái tỷ lệ thời điểm mà cái người vô cùng lúc đó, nó cũng không thể nào gọi là quá tải được. Cho nên hiện giờ thì Mumbi vẫn xây theo cái mô hình để cố gắng là scale nhất cho tương lai thôi, nhưng mà hiện giờ nó vẫn chưa phải là quá tải của cái mô hình đó. Thì đơn giản là mình build trên cái nền tảng là AWS, thì có cái back end, có cái front end chạy thôi, thì connect với nhau bằng API. Thì cái đó mình nghĩ cho mọi người đây cũng hiểu, nó khá khá simple. Thật ra cũng lúc mà nhìn vô cái hệ thống thì mọi người cũng cố gắng suy nghĩ là lỡ nó peak time như thế nào, hay là lỡ run một cái campaign chạy ad thì mình hệ thống mình có chịu được không á. Thì thật ra thì với cái design như vậy hiện tại thì thật sự là không có vấn đề gì với cái load, cái traffic, cái load hết. Không biết sao để một như mọi người đã hiểu về tech thì nó chắc Bình nói dễ hiểu mà, là database xong rồi có cái application ở giữa để tạo ra API, rồi connect với lại cái mobile, thì web cũng sẽ connect qua cái API đó luôn. Ok, vậy thì ra là cái phần domain hay về phần chức năng các thứ ấy, thì hiện tại bên phía máy app bên mình đang provide cái service gì? Hiện tại thì mình đang có provide cái, hiện tại thì đang xây mới, là xây tháng này thì mình đang xây mới cái tư vấn bác sĩ, là cái một trong những cái challenge nhất, tại vì nó là tương tác trực tiếp giữa bệnh nhân với lại giữa không nhất thiết là bệnh, nhiều khi ta muốn tư vấn thôi, là mẹ với lại bác sĩ đi, thì người ta sẽ tư vấn trực tiếp qua video call, rồi sau đó mình sẽ tính theo phút, rồi mình tính tiền đó vân vân. Thì cái đó là cái đang là phức tạp nhất, là Mumbi đang build. Thì cái đó là cái challenge trước, rất là nhiều cái test case phải make sure là nó run smoothly. Tại vì những cái mà tính năng trước đó thì thường là nó không phải là live, thường là người ta đặt câu hỏi lên thì bác sĩ cũng có thời gian trả lời, nếu bác sĩ có problem gì đó thì đội tech của mình có thể chen vô giữa để mình fix vân vân. Hoặc là tính năng read only thì quá dễ, read only thì mình cứ push data ra người ta coi thôi, thì cái đó mình rất là dễ rồi. Thì cái challenge là cái đang xây nè, là cái tư vấn trực tiếp, coi như là các mẹ mà muốn tư vấn thì đặt lịch và book trực tiếp, rồi bác sĩ có thể là bật available giống như cái Uber vậy đó, Uber mà về mặt tư vấn vậy đó. Thì đang khá là challenge về mặt testing. Cái máy để trang ở đây thì nó thuộc dạng về mặt gọi điện mấy cả video call à, hay là nó một cái khía cạnh nào khác của mình? Video call, nhưng mà về cái test có khá là nhiều bug, với lại thật sự mà nói cái đội ngũ dev của Mumbi mình thật ra là cũng mỏng, tại vì sạc up như bạn biết thì là cái đội ngũ dev của tụi mình thì khá mỏng, và Mumbi cũng là work 100% là remotely. Remotely thì không phải vấn đề ở đây, nhưng mà cái workload nó cũng là khá nặng. Để mà với một đội ngũ tech mỏng như vậy mà phải deliver thì là khá một cái challenge. Okay. Nó sẽ ở cái trạng thái là mình make call với cả mình schedule với cả bên phía mặt bác sĩ tư vấn, và mình có chức năng make call đúng không? Thường là bác sĩ sẽ phải bật lên là bác sĩ báo là available, rồi rồi người khách hàng, người dùng sẽ muốn là chọn bác sĩ nào, người ta có thể coi rating, rồi người ta có thể coi review vân vân, rồi người ta sẽ chọn book với bác sĩ đó. Mỗi bác sĩ cũng có thể có giá khác nhau, thì người ta sẽ payment, rồi người ta sẽ start cái cuộc gọi đó, có thể là start ngay thời điểm đó luôn nếu bác sĩ available, hoặc là schedule vào một cái thời điểm khác. Ok, và bây giờ hiện tại là cái chuyện là mình make video call các thứ thì nó đang là một cái gì đấy, nó đang tech hard của đội tech đúng không? Đúng rồi.
khá khá là challenge, testing rồi nhiều cái use case khác nhau để make sure là nó run smoothly. Tại vì cái model này là cái model provide cái service ngay đó và lấy tiền luôn thì nó khó hơn nhiều so với ngày xưa mình là provide content thôi rồi lấy ad. Nếu mà provide content không lấy ad thì nó dễ lắm, người ta ad không chạy cũng vấn đề gì, hay là content không chạy thì mình cũng có thời gian sửa, mình không phải là gì đó quá gọi là nó lấy tiền mà serve liền thì nó áp lực nó không có bằng cái bây giờ đó. Và cũng tò mò một chút bên phía mình với anh chị về chị Ruby, tức là cái model của mình đâu đó mà get revenue của bên phía khách hàng kiểu gì nhỉ? Tức là khi mình đặt lịch hẹn với cả bác sĩ ấy, thì thường là nó sẽ có kiểu giá tối đa cho một lần book đúng không? Hay nó depend vô cái khoảng thời gian mình call với cả bác sĩ đó? Về mặt business này chắc Ngọc trả lời luôn đi. Có mấy bạn hỏi thêm là kết nối với bác sĩ như thế nào nè, rồi bác sĩ đồng ý này không nè. Ok, thì Ngọc tiếp ha. Thì Ngọc mà bổ sung tiếp cái phần challenge về tách mà Mumbi đang làm mà mình vừa nói ha. Thì cái thứ nhất với là trên cái tính năng tư vấn bác sĩ, thì đối với cái tính năng này, thứ nhất là mình phải quản lý được cái lịch của bác sĩ, là làm sao thường là bác sĩ cái thời gian sẽ không như mình, ví dụ như mình đó, thì mình sẽ làm 8 tiếng, mình biết rõ là ví dụ sáng sạc 8 giờ, chiều 5 giờ, những cái thời gian khác mình có thể available. Nhưng mà bác sĩ thì đâu đó là cái thời gian là ngày trực, ngày không trực, hoặc là đang bình thường có người cần sinh bé, cần mổ, hoặc là sinh thường gì đó là bác sĩ cũng phải up đi. Tất cả cái thời gian của bác sĩ nó khá là khó để quản lý. Thì cái việc mình ở đây, thứ nhất là mình phải quản lý được cái thời gian đó để mà mapping qua cái hệ thống của bên mình xử lý như thế nào. Rồi trường hợp như là nó có rất là nhiều cái SK, ví dụ như đã book rồi, thời điểm đó bác sĩ bận thì mình phải giải quyết như thế nào. Tức là nó thuộc về cái phần business logic nhiều hơn là về cái phần tech, và giải quyết những cái vấn đề đó thì nó khá là take time. Cái tiếp theo nữa đó là Mumbi xây dựng cái bạn trợ lý Roti. Thì bạn trợ lý Roti mong muốn là bạn có thể collect được những cái insight từ người dùng. Từ những cái insight đó thì bạn có thể recommend được những cái solution hoặc những cái advice đúng thời điểm. Thì đối với bạn Roti là bên mình đang dùng cái Rasa, thì đâu đó là nó học cũng được. Nhưng mà cái challenge lớn nhất là làm sao để có đủ cái lượng data để mà cho bạn tốt hơn. Chị tiếp theo Ngọc Hoa trả lời qua cái câu hỏi là anh chị kết nối với bác sĩ như thế nào đúng không? Bác sĩ kết nối với bác sĩ như thế nào thì cái này là một câu chuyện rất là dài và nó sẽ đi từ trust lên. Thì lúc mà Ngọc bắt đầu dự án Mumbi là không có bất kỳ một bác sĩ nào làm hết. Ngọc phải đi nói chuyện với giống như Ngọc reach out trong cái network, nhờ bạn bè connect. Thì tại thời điểm đó chỉ có duy nhất một bác sĩ ở Bệnh viện Quốc tế Phương Châu là đồng ý làm với Ngọc. Nhưng mà do là đây là một dự án healthcare liên quan trực tiếp đến sức khỏe thì các bác sĩ rất là ngại cái việc là public cái tên mình ra. Thì bác sĩ làm, đúng một bác sĩ làm với team của Ngọc là trong vòng một năm trời verify toàn bộ cái content đó luôn. Và Mumbi phải để là ẩn danh phía sau là chỉ là đổi ti thôi, dù là cô Bill và bác sĩ nhưng mà không được share tên bác sĩ ra. Ở thời điểm mà Ngọc soft launch cái dự án á, thì thời điểm đó bác sĩ vẫn chưa có share tên gì hết. Trên Mumbi vẫn không có được hiện cái tên bác sĩ, là tức là về mặt branding, đâu đó mình làm một cái gì đó rất là ảo, dù mình cố gắng xây nó thật là tốt. Nhưng mà được cái là bác sĩ mới giới thiệu Ngọc với là năm bác sĩ là năm người bạn thân của bác, làm ở rất là nhiều bệnh viện Xuyên Á, bệnh viện Hùng Vương. Thì tại thời điểm đó là bắt đầu cái network bác sĩ bên Ngọc được mở rộng ra, thì bác sĩ càng làm thì càng trust cái hệ thống của mình. Thì tới tháng 4 năm 2021, thời điểm đó thì dự án Ngọc chính thức được Align & Rai hỗ trợ. Thì khi mà được Align & Rai hỗ trợ, mà Align & Rai hiện tại là làm với 80 bệnh viện uy tín tại Việt Nam, thì bắt đầu bác sĩ mới confident là có thể public cái tên trên Mumbi. Tức là đâu đó mình chạy gần một năm mấy, hai năm trời là ẩn danh ở đằng sau, mình không được ghi giống như bây giờ là Mumbi là cô Bill bác sĩ.
Thì khi mà Alliance Ray vào thì các bác sĩ Pháp Đích Tên rồi Alliance Ray mới kết nối với những cái bác sĩ ở trong cái hệ thống 80 bệnh viện đó, thì bắt đầu cái network bác sĩ của Mombi thật sự là expand ra và có thể share ra hết là về mặt branding của mình là chính thức là được co-build bởi bác sĩ. Thì cái đó là cái hành trình mà Mombi tiếp cận và được làm việc với các bác sĩ cho đến thời điểm này. Ngọc nghĩ cái quan trọng nhất đó là mình focus vào cái việc đưa cái chất lượng lên hàng đầu á, thì dần dần nó sẽ build trust, thì mọi người sẽ tin tưởng để làm việc với mình hơn. Ở đây Ngọc có một câu hỏi nhỏ là cái đó là mình build trust với lại bên phía bác sĩ đúng không? Còn trong cái giai đoạn mà mình không có được public cái tên của người bác sĩ đó lên á, thì giống như Ngọc nói là nó không có cái một nguồn nào để mình biết là những cái thông tin này của mình chính xác á, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái sự tin tưởng của user bên mình không? Có đó Ngọc. Tức là lên thì người ta, ví dụ bây giờ mọi người vào Mombi đi, mọi người vào cái app cho màn hình đầu tiên, trợ lý đôi tiên click vào một cái kịch bản mối quan tâm của ba mẹ tại thời điểm này, click vào trong đó thì sẽ thấy là thông tin này được tham khảo từ đâu, bác sĩ nào kiểm duyệt, thì cảm giác mình là đâu đó thấy có thể xem, có thể tin được cái app này. Nhưng mà thời điểm đó là không có. Nhưng mà được cái là bác sĩ dù không có chính thức show lên app, nhưng mà bác sĩ cũng giới thiệu với những cái ba mẹ mà đến khám để dùng app á. Xong rồi những cái ba mẹ đó vào, bác sĩ, những ba mẹ đó vào dùng thì thấy là ở cái content này nó cũng hay và nó hữu ích, thì ba mẹ lại bắt đầu kiểu giới thiệu trong bạn bè. Thì giống như nó có một cái sự lan tỏa nhẹ dù không có nhiều, tại vì thời điểm bắt đầu Ngọc cũng chỉ có vài bác sĩ á. Ok, hiểu rồi. Nhiều. Tiếp theo chắc là Thành ơi, còn câu hỏi gì mà liên quan tới technical Thành muốn hỏi Ngọc với lại Bình nữa không? Đang có một chút tò mò về cái trợ lý ảo Roti à. Thì lúc nãy bên phía chị Ruby có chia sẻ là nó đang là một cái ứng dụng mà liên quan đến AI đúng không chị? Đấy. Để có thể trả lời tự động những cái câu hỏi của bên phía mặt người dùng không chị? Thì cái chức năng trả lời tự động là 1/3 của cái bản đô ti đó thôi. Thanh hay Thành ta? Thành. Cái bản đô ti nó sẽ có 3 phần chính. Phần đầu tiên đó là cái bộ scenario. Bộ scenario thì mình làm đơn giản là kiểu decision tree thôi, tức là mình phân tích ra tại ở những cái thời điểm cụ thể thì ba mẹ sẽ cần những cái thông tin gì, thì từng cái thông tin đó thì nó sẽ có những cái trường hợp nào, thì mình cứ phân tích và ba mẹ sẽ tương tác theo cái phân tích đó, thì mình sẽ hiểu được giống như mình tư vấn đúng một phần nào đó cá nhân hóa theo cái thể trạng. Thì cái bộ scenario nó sẽ hữu ích đối với những cái người mà lần đầu làm ba mẹ. Ví dụ như là một người đi, người ta quan tâm về vấn đề dinh dưỡng thai kỳ, nhưng mà người ta giống như quan tâm về cái topic đó thôi mà chưa có một câu hỏi cụ thể. Cái scenario nó rất là hữu ích, tức là nó sẽ guide cho người ta là vào dinh dưỡng này rồi thì bắt đầu tương tác input vào cái thể trạng mẹ làm sao, hoặc là mẹ có bị dị ứng món ăn gì hay không này kia, thì bắt đầu nó cứ rẽ nhánh và nó tương tác. Em để Ngọc nói là em đẻ rồi em biết hả? Rồi cái thứ hai mà cái mà bị chê nhiều nhất của Mombi đó là con đôi tiên nó ngu quá. Tức là mọi người cứ hay xoáy vào cái phần là Q&A trực tiếp với nó thôi. Nhưng mà thật ra cái tính năng đó là bên Ngọc chỉ mới lên để phát triển. Và cái bộ để nó học thì đâu đó là build cũng lên tới khoảng 30.000 cái bộ Q&A rồi. Nhưng mà do quá nhiều trường hợp nó vẫn chưa có cover hết, và bên Ngọc vẫn đang tìm cách để mà có thể giống như có một cái tập data đủ lớn để cho nó học nhanh hơn. Thì về duty còn một cái phần nữa, thì cái phần này là cái về lâu về dài mà Bình với Ngọc muốn làm. Tức là khi mà người dùng vào Mombi thì mình sẽ có một cái profile của người dùng. Thì cái profile đó bao gồm những cái input trực tiếp từ người dùng và những cái info collect bị động thông qua tương tác của người dùng. Thì bạn Duty mới
collect những cái info cần thiết đó rồi, thì dựa vào những cái data bên phía mình xây với bác sĩ này là bạn biết được là chẳng hạn với cái giai đoạn đó thể trạng của mẹ như vậy, thì bạn sẽ personalize được cái info trên app làm sao cho nó phù hợp nhất với ba mẹ đó. Ok, cảm ơn chị. Em có tò mò một tí, tức là cái trạng data mình collect ấy, đấy, kể cả hiện tại lúc nãy mình chiều chia sẻ là đâu đó là 30.000 cái tập data thì còn của mình là 30.000 chẳng hạn ấy, thì cái lượng data đấy mình lấy ở đâu, mình collect từ khách hàng hay là mình có cái nguồn thông tin nào khác, và cái trong tương lai ấy, thì mình có cái gọi là strategy gì để đâu đó mà gia tăng cái số lượng data, để đâu đó khiến con bot nó thông minh hơn. Vậy thì Ngọc sẽ share về cái phần cái data đó lấy từ đâu trong quá khứ, rồi Bình share giúp Ngọc về cái plan tương lai ha Bình. Thì trước đây là để có được cái bộ data đó thì bên Ngọc sẽ làm theo một cái quy trình, tức là đầu tiên sẽ hỗ trợ cho thai kỳ sau sinh, sau đó bên bác sĩ và bên team data của Ngọc sẽ ngồi phân tích với nhau là trong thai kỳ thì sẽ có những cái vấn đề nào. Rồi sau khi mà ra được cái vấn đề đó rồi thì nó sẽ có hai phần nữa. Thứ nhất là bên bác sĩ sẽ dựa vào cái thông tin thăm khám trực tiếp của mình với những cái ba mẹ tại phòng khám, thì sẽ chọn prioritize là những cái topic này là những cái topic mà ba mẹ thường hay hỏi nhất. Team content thì cũng chạy một cái tool trên Google để mà collect được là những cái topic này là những cái topic quan trọng nhất, giống như thường hay hỏi gặp đi gặp lại nhất. Thì sau đó sẽ sắp xếp đủ ưu tiên. Sau khi mà đánh đủ ưu tiên rồi thì bên Ngọc sẽ chia ra từng chặng phát triển. Ví dụ như chặng 1 này thì sẽ focus vào cái chẳng hạn top 10 cái topic đó. Khi mà có top 10 topic đó rồi thì có hai phần cần làm nữa. Cái thứ nhất đó là mình sẽ xác định những cái câu hỏi, cái câu trả lời. Rồi ứng với cái câu hỏi đó thì mình phải xác định những cái biến thể. Ngọc ví dụ như hỏi là mang thai 3 tháng đầu nên ăn gì, nó sẽ đâu đó nó tương đồng với dinh dưỡng tam cá nguyệt đầu tiên, dinh dưỡng 3 tháng đầu hay là 3 tháng đầu không muốn nên ăn gì. Nói chung nó có rất là nhiều cái ngữ cảnh như vậy, thì mình phải pull cái tập đó để cho nó biết là cái này là người ta đang hỏi với cái ý định là về dinh dưỡng 3 tháng đầu, nên có thể trả lời được. Rồi sau khi mà ra được cái câu hỏi rồi cái biến thể thì bác sĩ sẽ verify cái đầu ra là cái câu hỏi cho cái câu trả lời đó. Sau khi có cái phần đó thì đẩy vào cho cái bạn đô thi học. Thì bây giờ là đối với cái tập dữ liệu hiện tại là bạn có thể trả lời được khoảng 75% trên cái tập đã học. Nhưng mà như mấy bạn ở trên đây có chat nè là 30.000 còn ít quá, thì đúng rồi, nó rất rất ít luôn. Bây giờ mình phải làm sao để mà mình có thêm nhiều cái dữ liệu này nữa, thì Ngọc pass qua Bình ha, Bình share tiếp về cái định hướng của mình nha Bình. Thì thật sự mà nói cái AI như bạn biết là một cái challenge rất là lớn, mà thậm chí bây giờ cái hàng mình xài nhiều nhất là Google Home, ở nhà mình xài Google Home hay là Alexa đi thì nó cũng còn giật lên xuống xuống. Hay lấy ví dụ như là ở trường RMIT, trường Swinburne của mình đi, thì luôn luôn có những cái tham vọng là build ra những cái con AI dựa hoặc là data science theo kiểu gì đó để mà predict được coi là học sinh có khả năng là drop out hay không, để mà cứu vớt, để kiếm tiền lại, tại vì cái số lượng học sinh mà drop out khỏi uni là mất tiền của trường, cho nên là làm sao đó để build được cái pattern để mà biết được coi là học sinh này có khả năng là drop out hay không, để cứu vớt đến cái gì đó để mà kéo lại đi học tiếp, mà nó còn chưa ra nữa. Bao nhiêu năm data của trường rất là lớn luôn, mình access to database của trường được, cho nên mình biết nó rất là lớn, cả triệu luôn, và qua mấy năm trời luôn, qua từ những năm build, từ những năm mà data collect được từ những năm 2000 nó build trở giờ luôn á, mà nó vẫn còn chật vật với cái việc build ra cái đó. Thì nói với con đô ti thực sự nó challenge hơn ở một cái mức như vậy nữa, là nó vừa là phải có nhiều data ha, mà nó vừa phải làm sao map với lại cái nhu cầu của người dùng nữa. Ví dụ đi, các bạn hỏi là hiện tại mình có nên ăn không, ăn thêm không, thì ví dụ như cùng một người hỏi đi, mà mình là người ốm đi, thì mình hỏi nên ăn thêm không, thì người ta nói ô yeah, bạn nên ăn thêm, bạn nên ăn thêm cho nó tăng cân lên chút. Nhưng mà chẳng hạn như mình là người mập đi, mà đôi khi biết mình là người mập thì lẽ ra nó không nên, nó nói là thôi bạn đừng ăn nữa, bạn ngưng, thì nó mới là đúng.
chứ cùng câu hỏi nhưng phải context với lại cái biết được cái data của người dùng, hiểu người dùng đó như thế nào á, nó kết hợp cả hai thứ đó lại nó mới ra một cái câu hỏi chính xác hơn được. Mà nếu câu hỏi mà bây giờ hiện tại mình tụi mình chỉ có data là data generic thôi thì nó một phần nó giải quyết được, nhưng mà tất nhiên là 30.000 là không đủ. Thì cái hướng tụi mình tất nhiên là phải collect thêm data từ những cái Q&A giữa giữa các mẹ với lại bác sĩ, thì mình có cái phần mà đặt câu hỏi ở trên app thì mình sẽ collect cái đó như là một cái phần để mình hiểu. Và tất nhiên sau này mình sẽ tìm cách là mình kết hợp với lại cái context của người dùng nữa. Thì thật sự mà nói đó là một cái chặng đường dài mà mình không thể nào mà mình push được, mà mình phải dựa trên một cái lượng người dùng lớn. Cái hy vọng của tụi mình bây giờ là push cái lượng người dùng lớn để có nhiều cái data, rồi sau đó mới ra cái con Doty AI mình mới giới thiệu được. Hiện giờ thì tụi mình cũng bớt dùng cái từ AI rồi để cho nó đỡ bị chém. Đỡ ăn đạn phải không? Dạ. Đúng rồi, đỡ ăn đạn. Đó, kiểu vậy. Đó, thì cái hướng là vậy. Với lại là kiểu cái bạn đôi ti là Bình với Ngọc cũng xác định nó là một chặng đường dài rồi, cho nên là với lại là mục đích xây dựng của đôi ti là không phải để thay thế bác sĩ, mà là nó để hỗ trợ cho bác sĩ và người dùng trong những cái trường hợp mà nó đơn giản đó. Ví dụ như bác sĩ tư vấn ở phòng khám đi, trong quá trình làm việc với bác sĩ thì Ngọc biết được là đâu đó khoảng 70-80% những cái câu hỏi là nó dạng simple và nó repeat lại. Thì mục đích của đôi là để giải quyết cái cụm đó. Còn lại là khoảng 20-30% là những cái case mà nó rất là phức tạp và cần cái tư vấn trực tiếp thì vẫn cần bác sĩ. Cho nên là luôn luôn Mumbi luôn đặt cái việc là Doty chỉ hỗ trợ cho người dùng và bác sĩ chứ không nhằm thay thế cái chuyên môn. Như bây giờ mà mình lên Doty nó trả lời không được thì nó sẽ đẩy qua bác sĩ. Thì sau này cũng vậy, khi mà nó cover được cái tập mà bình thường rồi á thì những case đặc biệt nó đều pass qua bác sĩ hết để đảm bảo cái an toàn tối đa cho người dùng. Thì hình như Ngọc thấy có câu hỏi nè, với cái bạn này có cái idea. Mình chỉ quan tâm câu hỏi để Ngọc trả lời câu này luôn ha. Ok Ngọc. Mình chỉ quan tâm câu hỏi của khách hàng để build Doty, sao mình không dùng bot cơm chạy trước để tăng trải nghiệm của người dùng. Thật ra là có đó, em nếu như em có dùng bên Mumbi cái bot cơm thì thời gian đầu là mình apply trong cái thời điểm mà bộ dịch rồi thì bên Ngọc thay vì build bạn Doty thì build một cái bộ suggestion. Thì khi mà có những cái câu hỏi từ người dùng á, thì có một cái team admin sẽ làm cái việc là mapping cái suggestion đó qua cái câu hỏi. Nhưng mà cái bạn admin thì giống như bạn Doty vậy đó, là bạn sẽ không có chắc là đây là đúng hay không. Cho nên là cái suggestion đó sau khi nó map qua bên cái câu hỏi rồi thì bác sĩ có thể review và edit lại cái đáp án cho nó đúng. Thì Mumbi có dùng cái đó. Sau này thì Mumbi phát triển sang cái cộng đồng có bác sĩ involved vào rồi thì bác sĩ trả lời trực tiếp luôn, cho nên là không có cần chạy cơm gạo nữa, mà cứ để con Doty đó rồi Ngọc mới ở đằng sau, là chẳng hạn những cái trường hợp nó trả lời không được thì đều có thống kê và backfill dần cái dữ liệu cho nó học thêm để mà cải tiến dần lên. Okay, chưa biết trả lời được câu hỏi cho em chưa? Thực ra nghĩ ở đâu đó thì cái thời gian đầu startup thì ai cũng nghĩ đến cái chuyện đó thôi. Bản chất đầu tiên em làm với cả công ty thì nó có cái chức năng là đâu đó là scan hóa đơn ấy. Scan hóa đơn rồi ra được cái số tiền và đi cái số tiền đấy để vào ví người dùng và tính kiểu cái chi phí hàng tháng ấy. Đấy. Thì mọi người thì cứ đang nghĩ nó là kiểu image processing, nhưng mà thật ra là nó nuôi đâu đó tầm nuôi tầm 5-6 người ấy. Đấy, tức là họ cứ chụp ảnh gửi về và có người đằng sau thì có con số nhập vào với cái ERP đấy. Thời gian đầu thì chắc là nó sẽ nghĩ đến một cái giải pháp, trước khi mình nghĩ đến cái chuyện là tự động hóa. Thì Ngọc thấy kiểu công nghệ dù có làm gì thì quan trọng là mình giải quyết được cái vấn đề gì cho người dùng á. Dạ, thì em có một câu hỏi thêm là cái chuyện mà conversion với cả retention ấy, nó
nó là một cái câu chuyện mà bất cứ cái business nào thì cũng phải nhắm đến ấy. Thì cái chuyện là làm sao để giữ được người dùng này, cộng thêm là tăng số lượng người dùng lên ấy, thì bên phía mình có những cái định hướng chiến lược gì về business hay là bên phía mà technical thì không nhỉ? Chị Ngọc sẽ share về cái phần tăng người dùng, Bình sẽ share về giữ chân người dùng nha. Ok. Ngọc, tại vì Ngọc cũng có một cái tin vui với Mumbi. Đây là Mumbi hiện tại được hỗ trợ bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Thì bên Ngọc đang làm một cái dự án với Viện Dinh dưỡng Quốc gia về Baby Growth Monitoring. Tức là đo lường sự phát triển của bé sau sinh và đo lường của thể trạng của mẹ trong thai kỳ. Thì cái project đó là đang ongoing, khi mà nó complete rồi thì bên Viện Dinh dưỡng sẽ giới thiệu Mumbi theo chiều dọc, tức là xuống các ban ngành sở y tế để cho cán bộ y tế và người dùng sử dụng luôn. Thì đó là một cái tin mà kiểu rất là vui với Mumbi. À, Ngọc nghĩ đó là một cái kênh rất là tốt để mà mình có thể tăng cái người dùng lên nhanh được. Khi tăng lên nhanh rồi sao giữ chân người dùng thì Bình sẽ tiếp Ngọc ha. Ok, thì hiện giờ mình cũng có làm một số cái giữ chân người dùng, có nghĩa là thực ra nếu người dùng, như các bạn đã biết, người dùng Facebook nó cũng làm một cách để giữ chân người dùng, tức là nó làm sao để nó càng nhiều người vô có liên quan đến cái người đó mà tham gia được trong cái đó, trong cái app đó. Giống như Facebook làm sách nào đó để mình biết là bạn mình cũng tham gia thì mình cũng sẽ tìm cách mình nằm ở trong đó và bạn mình cũng nó trong đó. Thì đó là vừa tất nhiên là vừa tăng mà vừa giữ chân luôn. Thì hiện tại Mumbi có là ví dụ như là mẹ join thì có cho option mời thêm ba vô, hoặc là ba join thì option mời thêm mẹ vô đó. À, và tương lai có thể là mở rộng hơn nhiều cái thành viên khác trong gia đình nữa, để mà ví dụ như mình gửi một cái notification đi đến ba đi thì ba cũng sẽ share cho mẹ, à mẹ hôm nay đã lên coi chưa, ví dụ vậy. Và một cái nữa giữ chân người dùng tất nhiên là về cái thông tin mà mỗi tuần có những cái biến đổi của thai kỳ thì mình cũng có thể là push notification, email và các kênh khác nhau để mình đưa người dùng quay lại đó. Một cái chiến lược nữa đi cho người dùng đó là tụi mình đang suy nghĩ đến build một cái, hồi đó đang build rồi nhưng mà technical hơi khó, cho nên mình bây giờ mình mới bắt đầu mình quay lại là mình sẽ build một cái dạng cái wallet, một cái gì đó để cho người dùng có một cái điểm để người ta, hoặc là người ta có thể là mời thêm bạn bè join thì được điểm nè, hoặc là dùng service của Bumpy cũng được điểm nè, hoặc là bác sĩ invite bệnh nhân cũng được điểm nè. Nếu bạn xài các cái nền tảng mà mua sắm mà bạn thấy nó khôn như này, ví dụ như là mình mua thì nó cứ tặng, ví dụ như mình mua 10 đô đi thì nó tặng cho mình khoảng 1 đô nằm trong tài khoản mình vậy đó, tự nhiên cái mình bỏ luôn thì tiếc, mình phải tiếp tục mua thêm 10 đô nữa. Mua 10 đô nữa thì mình được bớt còn 9 đô đúng không, tại mình có 11 đô thì phải, vừa mua không có đó nó lại tặng mình thêm 1 đô nữa, nó lại cứ giữ mình một cách gì đó mà trong cái tài khoản đó, và mình cứ tiếp tục đi theo đó. Và cái model cái thứ hai nữa mà Bình với Ngọc cũng có sẽ có suy nghĩ tới là cái subscription. Như các bạn biết là cái các cái nền tảng này bây giờ cũng hướng đến subscription. Apple cũng hướng subscription, mà Netflix rồi Amazon Prime rồi hàng nào nó cũng đi subscription hết, để mà một cái gì đó subscription thì thực sự là mình sẽ cho người ta thấy cái saving nó cao hơn là cái tiền người ta bỏ ra mỗi tháng luôn, nhưng mà cái đó để giữ cho người ta quay lại với cái của mình. À, đó là cái tụi mình suy nghĩ, những cái chiến lược mà tụi mình suy nghĩ hướng tới để mà giữ chân người dùng. Đây có một bạn nói là sẽ giữ chân được 9 tháng 10 ngày. Thì cái này nó có đúng không mọi người? Có nghĩa là mình sẽ giữ chân một người dùng nào đó trong vòng 9 tháng 10 ngày, và sau đó sẽ là phải acquire người dùng mới. À, Mumbi hiện tại là... Mình có cái plan gì để tiếp tục cho những cái người mà sau 9 tháng 10 ngày đó? Mumbi đã hỗ trợ sau sinh rồi đó Ngọc. Và bây giờ đang hỗ trợ tới giai đoạn 5 tuổi. Thì sắp tới thì sẽ hỗ trợ luôn cho cả những cái... vợ chồng mà chuẩn bị cái quá trình mang thai luôn. Thì cái lifetime hiện tại trên Mumbi là 6 năm rồi, tức là từ thai kỳ cho đến 5 tuổi. Giờ hết 5 tuổi okay. Thì mình lại push notification kêu người ta đẻ nữa. Hoặc là mình hỗ trợ lên tới đại học
Ngọc thấy là cái mảng này nếu như kiểu mình phát triển cái core nó vững rồi thì có rất là nhiều cái vấn đề để mà mình có thể hỗ trợ thêm, ví dụ như là sau sinh rồi thì lại qua chăm bé lớn lên thì tới parenting. Từ từ thì nếu như mà đủ resource thì mình có thể expand dần ra. À, ok. Bạn back end lead của bên Ngọc đang hỏi là bên team Mombi có đang tuyển developer không? Cảm ơn mình. Trao đổi tự nhiên. cái mất người là tại sao ha? Mày mất chân nghĩ tổ chức event kiểu này luôn hả Ngọc? chắc Ngọc phải dừng lại ở đây quá. Thực ra cái góc nhìn Ngọc với câu hỏi giống như hồi nãy khi mình chia sẻ thì nó team bên mình đang còn mỏng đúng không? Thì nhưng mà trong cái pipeline ấy thì Ngọc thấy là mình đang có rất là nhiều những cái hướng phát triển khác nhau, tính về phương diện business và phương diện user. Vậy thì làm như thế nào để Tech có thể đáp ứng được những cái business requirements như vậy như nãy giờ mình đã nói mình với lại Ruby luôn? Thì để đây mình chia sẻ có gì sai Ngọc sửa ha. Thì một trong những cái hướng mà tụi mình mở rộng á, hồi đó tụi mình tất nhiên là mình sẽ nghĩ là kiếm mấy bạn thực tập sinh cho nó cho nó rẻ rẻ, cho nó tiết kiệm cái cost, nhưng mà thực chất nó không phải là một cái cái efficiency lắm, cho nên là về sau tụi mình mới đi gặp gỡ nhiều người. Thì là ví dụ như cái case của Bình với Ngọc đi, Bình khi mà Bình join vô á thì thật ra Bình cũng có một cái team của Bình rồi, và Bình join cái không phải cái effort của Bình không đâu, mà join cả cái effort của một cái team của Bình nữa, thì cái share cái equity đó. Thì cái đó là cái tạo một cái giống như là thay vì Ngọc phải add more nhiều người vô rồi mướn rồi đủ thứ hết, thì join mình vô một co-holder nữa mà co-holder này có cái nguồn lực thì tạo nên cái team mạnh hơn. Và gần đây thì tụi mình có gặp, không biết mình chia sẻ được không Ngọc, là gặp chị gì đó, chị Phi Vân, nhưng mà cái này thì kiểu đang discussion, nhưng mà đâu đó thì cũng thấy một tương lai có thể tươi sáng. Nhưng mà mình gặp thì mình thấy là rõ ràng cái tư duy của những người họ làm như vậy, họ muốn join team, họ rất muốn, khi họ join không nhất thiết là vì tiền không đâu, họ muốn join cả cái team tech của họ hay là team business của họ, cái team gì đó, để cái effort chung á, bởi vì nó mới mạnh lên, nó mới làm nhanh được. Chứ nếu mà đổ tiền cho mình không để mình đi mướn người á, thì thật ra nó sẽ không hiệu quả bằng đâu, nó sẽ không nhanh được. Đó thì mình thấy đó tư duy của các mình học được của những người đi trước. Đúng rồi, thì giống như mình nói đó, tức là mỗi một bên thì cố gắng phát triển theo cái hướng của mình, phát triển tốt nhất nó, xong rồi những cái bên tốt nhất thì mình còn bay lại để mà tạo ra một cái thật sự nó tốt hơn. Ví dụ như Mumbi hiện tại là đào sâu về cái phần platform và cái user engagement. Rồi một cái bên đối tác của Mumbi là chuyên về service cho mẹ và bé. Bên chị Phi Vân là chuyên về fundraising. Thì đâu đó là sẽ combine ba bên lại. Tức là thay vì là mình phải build lại từ đầu, thì bây giờ ba bên nó đã có một cái foundation rồi, thì combine lại nó vẫn đi nhanh hơn và tốt hơn. Đúng rồi, Ngọc đồng ý với góc nhìn đó. Thực sự nó sẽ là nhiều những cái expertise mình mang lại, và mình cùng giải quyết một cái vấn đề, hoặc là mình cùng đi tới một cái mission nào đó cùng với nhau, đúng không? Vậy thì cái tí xíu tới câu chuyện là thường thường á, cái bạn engineer thì sẽ nghĩ là nếu như mình đi làm cho công ty lớn, công ty nó stable tí xíu đúng không, thì cái career path với lại cái income của mình nó cũng stable luôn. Vậy thì làm như thế nào để Ngọc recruit, Ngọc với lại mình recruit mấy bạn software engineer về team của mình, một cái team mà có thể nói là nó đang ở mức độ startup và nó đang scale up từ từ đúng không? Như Ngọc share một xíu nha, team Mombi là có các bạn tech rất là xịn, có cả bạn làm cho Binance. Về cái phần review này á, thì đâu đó nó sẽ tách ra thành hai nhóm. Một nhóm là làm vì đam mê, một nhóm là làm vì kiểu tài chính cá nhân. Nói chung khi mà mình nói chuyện với bạn nào thì mình sẽ rà ra được là thực ra mong muốn của bạn đó là gì,
ví dụ những cái bạn mà rất là giỏi rồi thì đâu đó là và mấy bạn đã làm ở những cái chỗ tốt thì chính bạn không lo nữa, thì cái bạn cần là kiểu một cái project để mà bạn có thể phát triển hơn nữa về kỹ năng, hoặc là đó chỉ đơn giản là một cái sở thích của mấy bạn thôi. Giống như mình là mình rất là giỏi rồi, tự nhiên mình lại join Mombi, mình lại support Mombi rất là nhiều, thì mình còn invest lại cho Mombi nữa, thì kiểu như vậy. Thì giống như tùy vào cái dự án của mình thì mình sẽ chọn ra giống như mình nói chuyện trong cái network thì biết được nhu cầu của từng bên rồi mình tiếp cận thì nó sẽ dễ á. Ok, hiểu. Vậy thì nếu như Hoàng Ngọc có thể cho mấy bạn mà engineer đâu đó tầm khoảng chừng đi làm từ 2 đến 3 năm đi ha, một cái lời khuyên về cái việc mình nên đi làm về cái gì á, Ngọc với Bình luôn, mình nghĩ là mình sẽ cho cái lời khuyên như thế nào? Cái này chắc không nhân khuyên á. Mình có xe gì không, chứ mỗi người mỗi cái trải nghiệm cá nhân thôi. Thì mình khuyên là chuyện từ những cái trải nghiệm cá nhân của mình, những thứ mình biết, còn chuyện mấy bạn tiếp nhận hay không đó là chuyện của mấy bạn. Mình cản được. Ngọc nghĩ là về phía Ngọc phải trước thì cái này chỉ là chia sẻ thôi ha, mấy bạn nghe cái nào thấy hợp thì để không cái thì bỏ qua ha. Thì Ngọc nghĩ là tùy vào cái định hướng và cái mong muốn phát triển bản thân của mình như thế nào á. Ví dụ như là Ngọc, thời điểm mà Ngọc mới tốt nghiệp ra trường thì lúc đó là Ngọc cũng khi mà vào cái câu lạc bộ tài năng Lương Văn Can đó, là Ngọc cũng lập một cái nhóm, cũng start một cái dự án, và thời điểm đó cũng mong muốn là xây dựng một cái mô hình của Kickstarter tại Việt Nam. Thì đã xây dựng cái việc starter và đâu đó là nó đã thành hình hết rồi, chỉ còn có cái launching nữa thôi, nhưng mà nó kiểu nó gặp rất là nhiều vấn đề và không launch được. Đó là tại thời điểm đó là passion mình có rồi, mình cũng có thời gian, nhưng mà kinh nghiệm mình chưa có đủ, thì nó va vấp rất là nhiều thứ. Sau cái dự án đó thì Ngọc là kiểu đi làm full time thì, nhưng mà kiểu giấc mơ để làm một cái gì đó giống như là một cái sản phẩm nó vẫn không có ngừng á. Thì khi mà đi làm thì Ngọc vẫn tập trung chuyên môn ở công ty, sau đó thì Ngọc cũng kiểu có những cái idea gì thì Ngọc làm một số cái side project cá nhân thôi, để mà làm thành những cái dự án nhỏ như vậy, ví dụ như những cái dự án việc làm sinh viên chẳng hạn. Thì đâu đó là cái việc mà xây cái product là một cái mong muốn mà Ngọc muốn làm từ lâu lắm rồi, và nó cứ nung nấu chỉ chờ cái việc là mình đủ kinh nghiệm và giống như đủ những cái tiềm lực cần thiết để có thể start nó. Nhưng mà kiểu một số bạn thì có thể là muốn một cái hướng nó ổn định hơn, grow ở những cái công ty rất là lớn. Ví dụ Ngọc có những cái bạn rất là giỏi, nhưng mà mấy bạn không ra làm riêng, mấy bạn cứ đi từ Amazon sang Google sang Facebook. Đây là bạn của Ngọc ở hồi đại học luôn á. Bạn đi như vậy tức là đi từ công ty này qua công ty này, thì mục đích của bạn có thể là đâu đó gain được nhiều cái từ những cái ông lớn. Thì Ngọc nghĩ là đa phần chủ yếu cái chính ở đây là mình muốn cái gì và mình xây cái roadmap cho mình theo cái hướng đó thôi. Ok, thank you Ngọc. Còn Bình thì góc nhìn đây như thế nào Bình? Thì thường cái câu hỏi này Bình gặp ở sinh viên hay hỏi Bình nhiều lắm. Có nghĩa là bây giờ em ra trường rồi, giờ em đi làm đâu, hay em career em giờ nên là sao, đời em vậy em biết đi đâu gì đâu, nhiều câu sinh viên hỏi lắm. Thì cái đó cũng tùy người, và thực sự là bài như thường á, sinh viên hỏi thì Bình, nếu mà trường hợp Bình biết em sinh viên này làm việc với Bình từ đó giờ nhiều quá, Bình hiểu cái tính thì Bình sẽ khuyên luôn. Nhưng mà nếu chưa thì Bình sẽ hay khuyên là bây giờ em thử tự làm một cái product đi. Bây giờ em chưa có việc hết thì em cứ học, và em part time thì em cứ tự làm cái product mà em passion về cái gì nhất thì em cứ tự làm cái product. Ví dụ hồi xưa Bình passion về không phải passion mà là phương trình hóa học đi, là cái hồi xưa mình học ngu hóa, cho nên là mình passion về việc là làm sao mình lười học hóa mà mình vẫn học tốt, đó là cái passion. Thì Bình mới tạo ra cái phần mềm phương trình hóa học, ví dụ vậy. Thì Bình thường khuyên em thử làm cái product. Thì thông qua đó không phải để coi product đó hay hay dở, mà Bình muốn coi là Bình nói với em một tuần, rồi tuần sau Bình gặp lại, hay là ba tuần sau Bình gặp lại, bốn tuần sau gặp lại.
thì các em đó có làm hay không. Mình chỉ cần thử một cái đó thôi. Nếu mà em không có cái discipline, không có cái kỷ luật để tự làm được một cái product như vậy á, thì mình sẽ khuyên mấy em là thôi mấy em đi làm ở công ty lớn cho rồi. Như vậy nó lại tiến thân nhanh hơn. Nhưng cũng có mấy em từ hồi sinh viên, mấy em đã có discipline rất rất tốt, mà chỉ cần nói với em một câu thôi, mấy em tự làm cái product từ A đến Z luôn. Mấy em suy nghĩ đầu này rồi suy nghĩ đầu kia, rồi product các kiểu luôn, coi như là dự tính hết tất cả các case có thể làm ra luôn. Thì mấy em này mình lại khuyên là thôi mày nên tự làm product của mày luôn đi. Đó thật sự không phải là một cái hai đường đều thành công hết. Mình có những người bạn làm cho enterprise, người ta vẫn thành công như thường, không có vấn đề gì hết, người ta vẫn leo lên chức cao như thường, kiếm vẫn nhiều tiền. Mà có những bạn thích lại làm startup, thì cái này thật sự là tùy theo cái tính cách của mỗi người, thấy happy với những cái nào. Còn nếu mà các bạn nào đã stuck với enterprise mà nói mình không happy với cái cuộc sống enterprise, thấy nó chen chúc khó chịu quá, thì thử ra làm startup không sao hết. Nhưng mà những cái bạn đó thì nếu mà còn cơm áo gạo tiền thì mình khuyên là nên part time thôi, đừng châm một phát ra liền thì nó hơi đuối. cứ làm part time để mình biết được cái đó. Startup cần rất là nhiều discipline luôn, cần rất rất là nhiều discipline. Nhưng được một cái là bạn sẽ tự do trong cái học của mình và cái explore của mình, tự làm chủ. Và ví dụ như Bình là một cái startup nhỏ của riêng Bình thì Bình luôn hướng đến cái nhân viên của Bình là phải có discipline rất là tốt, để Bình làm cái gì khác Bình không có quản lý họ kỹ thì họ vẫn làm việc rất là tốt luôn. Thì như vậy thì Bình mới có đủ sức Bình làm hai ba job rồi Bình contribute vô chỗ của Mumbi. Ví dụ vậy, staff của mình cũng contribute vô Mumbi luôn và tự túc luôn, và Bình làm rất ít phải đi mà manage, là gọi là micro management. Thì như vậy thì cái startup nó mới run good được. Chứ bây giờ nhiều khi một mình bắt một cái người từ enterprise ra mình kêu làm startup chung với mình thì đôi khi lại là không hợp. Tại vì họ quen hay có đường lối enterprise là phải có task, có ticket, có cái gì đó force mình mới làm ra được. Thì cái đó là không work. Rồi, có một bạn đang hỏi mình là nghe nói là làm startup giàu lắm hả chị Ruby ơi? Chị Ruby giàu không? Không chia cho mình. Ruby đang mưu. Chị Ruby như đang mưu rồi. Đang đếm tiền. Đang đếm tiền. Đang đếm tiền với kiếm tiền để trả lương. Còn mình thì vẫn nghèo rất buồn tay. Em Ngọc nghĩ là nếu như mà làm dạng SME á, là thời gian đầu ra mình xác định cái business model là mình làm ra sản phẩm và mình có revenue trên cái đó luôn, thì đâu đó thì cái tài chính mình khá ổn. Còn đối với cái business model chẳng hạn của Mumbi hiện tại á, tức là mình phải invest thời gian đầu khá là nhiều và thật sự chưa có biết là tương lai nó đi tới đâu, giống như nó phát triển đến cái mức nào, thì cũng có thể là giàu, cũng có thể là về zero cũng không chừng. Thì đối với startup giống như người ta nói là high risk high return á. Ok, góc nhìn của Ngọc nó có một cái khác nữa, đó là khi mà cái startup ấy, thì mình sẽ giàu ở những cái phương diện khác đúng không? Ví dụ như là mình là software engineer, mình sẽ giỏi về tech, đó là chuyện coi như là miễn bàn tới. Nhưng mà để thực sự business startup thì mình sẽ cần những cái kỹ năng khác nữa để làm được những cái chuyện đó để giàu. Vậy thì Huy với lại mình có thể chia sẻ một tí xíu, đó là những cái mà những cái challenge chúng hoặc là những cái domain marketing hay là sale business mà mấy bạn phải học thêm những cái kỹ năng mới để mình có thể làm cái dự án Mumbi này không? Cảm ơn Ngọc, thì cái này hoàn toàn đồng ý với Ngọc luôn nha. Giống như là làm startup thì có thể thời gian đầu mình vô cùng khó khăn luôn, từ thời gian đến tài chính, mà được bạn đã trả lời vào tình cảm. Vào tình cảm cũng có phần trong đó, tại vì kiểu team mọi người làm với nhau tiền thì ít mà kiểu gắn bó với nhau thì nhiều quá, kiểu cùng một cái passion
và hỗ trợ nhau để mà phát triển lên. Thì thấy sau 3 năm làm với Mombi thì đâu đó về giống như về personal role là thấy mình khác nhiều so với 10 năm Ngọc đi làm trước đó luôn. Thứ nhất là về cái phần tinh thần thì cái sức chịu đựng của mình nó cao hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như bình tĩnh hơn, rồi khi mà có những cái vấn đề gì đó thì hồi xưa là kiểu còn đau lên đau xuống khóc lóc này kia, bây giờ thì hết rồi. Bây giờ kiểu khi mà có một cái vấn đề gì đó thì cái việc đầu tiên là mình sẽ bình tĩnh lại và mình xem là cái gì, và bắt đầu từ từ mình phân tích và mình tìm hướng để giải quyết nó. Mình thấy là nó rất là hữu ích về cái personal role. Còn về những cái mảng kiến thức đó, thì thời gian đầu start Mommy, Ngọc chỉ giống như là developer thôi, ngồi cứ làm product như vậy, hoàn toàn không có những cái kiến thức về business, marketing, sale, hoặc là về cái khả năng communication nó cũng chưa thật sự tốt nữa. Nhưng mà cứ mỗi một cái giai đoạn mà startup mình nó đi theo, nó đi lên một tí thì mình phải thêm những cái skill cần thiết cho mình. Ví dụ như là thời gian đầu xây product thì mình phải làm sao mà quản lý được cái product, quản lý được cái dự án riêng đó để mà nó ra thành một cái sản phẩm, tạm gọi nó là MVP. Khi ra được MVP rồi thì bắt đầu mình phải làm sao có người dùng, rồi làm sao để kiếm tiền. Thì dần dần thì thứ nhất là mình phải tự học trước để mà mình nắm được overview. Ví dụ như ngay cả khi mà mình có tiền đi, mình tuyển một cái bạn sale thì đâu đó mình cũng phải nắm được là cái process của những cái bạn sale đó làm như thế nào, thì cái cách để làm việc như thế nào cho hiệu quả với các bạn thì mình đều phải học trước. Dù mình không có thể nhảy vào trực tiếp hay không nhảy vào trực tiếp, nhưng mình phải nắm tổng quan để như vậy mình mới có thể làm việc hiệu quả được. Thì khi làm một folder thì Ngọc thấy là gần như là tất cả các lĩnh vực sale, marketing, tech, product thì kia là mình đều phải học qua để mà mình nắm được hết. Và một cái quan trọng nữa là giống như mình phải xây dựng để mà mình có thể communicate tốt được với team. Thì như Ngọc thấy hồi đợt hỏi Ngọc có lên sắc tăng đó, thì đợt đó nói chung là cũng có nhiều vấn đề thì Ngọc cũng chia sẻ thì hơi dài dòng, nhưng mà có một chỗ Ngọc muốn nói ở đây, tức là các sắc thời điểm đó là nói là cái giọng Ngọc thì sớp quá, Ngọc thì kiểu yếu yếu quá, không thể nào mà lead một cái dự án được. Nhưng mà với Ngọc thì Ngọc thấy là lead không có nghĩa là mình phải la hét hay mình làm cái gì đó mà cho ra kiểu người ta phải sợ mình. Và cái mình có thể làm được, tức là mình phải inspire người ta để cho người ta là thấy khi mà làm với mình, thứ nhất là người ta phát huy được những cái khả năng tốt nhất của người ta, người ta tạo ra được một cái sản phẩm hữu ích. Và khi làm việc với mình đó thì giống như là không bị những cái áp lực, mà đó là một cái việc nó tạo ra niềm vui á. Thì đó là cái hướng của Ngọc. Thì Ngọc muốn add thêm cái phần này như vậy thôi. Ok, đồng ý với góc nhìn của Ngọc hoàn toàn luôn. Có một bạn An Trần đang hỏi là trước cái dự án Ruby này thì Ruby có làm không? Trước cái dự án Mombi thì Ngọc cũng có làm một số cái, nhưng mà làm part time thôi. Thì như mình nói là thời điểm đó là cũng cần lo cơm áo gạo tiền nhiều á. Cũng phải là thứ nhất là lo cho mình, thứ hai cũng để cho ba mẹ không lo lắng, thì cũng lo thêm cho ba mẹ. Cho nên Ngọc chưa có nhảy ra, đa phần đều làm part time. Thì cái dự án mà hồi nãy mấy bạn có share là giải thưởng tài năng Lương Văn Can đó, thì Ngọc làm cái việc làm cho mấy bạn sinh viên. Sau đó thì Ngọc làm tiếp cái dự án Kickstarter, là cái mô đồ giống như Kickstarter tại Việt Nam, phát triển với các anh chị trong cái câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn. Sau đó nữa thì Ngọc có làm chung với ông xã Ngọc một cái dự án cũng về tech, về platform nữa. Cái cuối cùng là tới Mombi bây giờ. Vậy thì cái Mombi là cái dự án mà giống như mình nghiêm túc và mình xem nó như một cái business luôn đúng không? Dự án đầu tiên của mình.
Vậy trước đó đa phần là kiểu sở thích và làm part time thôi, mà part time thì mình không có tập trung toàn lực, còn với Mombi là suốt ngày kiểu đầu óc suy nghĩ, thời gian là đầu tư hết cho nó. Ok. Thực ra là mình cũng cũng quá thời gian mà mình mượn bên phía của Ruby với lại Bình rồi, nên chắc là còn vài câu hỏi, chắc là khoảng chừng 3 phút nữa mình wrap up ở đây luôn. Hồi nãy có một bạn hỏi là bạn nó biết làm mentor cho engineer, đặc biệt là các bạn nữa, thì làm sao để có thể connect và để có, giống như là có những cái buổi mà mentor với lại Ruby đi. Thì để Ngọc xíu, để Ngọc gửi cái link này cho mấy bạn luôn nha. Trước thì Ngọc làm mentor với lại organizer của cái railroad luôn, nhưng mà khi làm Mombi rồi thì Ngọc chỉ connect với cái nhóm của bạn Huyền My. Thì nhóm của bạn Huyền My là chuyên support cho những cái bạn nữ mà trong các SheCode Việt Nam. Em Ngọc gửi cái link lên nhóm Việt Nam. SheCode Việt Nam, ok. Đúng rồi. Thì Ngọc hồi xưa cũng kiểu cho một số cái phần bên đây, với lại Ngọc cũng thông với Huyền My á. Các bạn Huyền My cũng hay tổ chức những cái event và những cái chương trình để hỗ trợ cho bạn nữ. Nếu như mà bạn nào mà cần hỗ trợ trực tiếp, connect trực tiếp với My thì có thể share với Ngọc luôn. Hoặc là những cái mà về personal sharing thì có thể connect trực tiếp với Ngọc cũng được. Ok. Rồi, vậy thì còn một bạn, có nghĩa là có thể connect trực tiếp với Ngọc qua email hay như thế nào Ngọc? Gửi email ha. Chắc là gửi cho mấy bạn facilitator đi ha, để mình tránh cái tình trạng mà bị spam á. Thì bạn nào có nhu cầu sẽ team của mình sẽ gửi cái email, cái contact info của Ruby qua cho bạn đó ha. Ngọc chỉ sợ mình bị spam. Ok Ngọc. Nhật có hỏi đó là làm sao để mình có được idea cho startup về cái business mommy này. Thì cái góc nhìn của Nhật, Nhật đang thấy là healthcare thì nó đang khá là nhiều rồi, có nghĩa là có nhiều competitor trong một cái domain đó. Tại sao mình lại có cái idea này và quyết định mình theo nó? Hình như là Nhật cho anh sao đúng không? Cái này lúc nãy Nhật có share ở đầu chương trình luôn á. Chết chưa. Nếu như mà mọi người cần thời gian thì Ngọc có thể share lại cũng được. Chắc là để có gì Ngọc sẽ nói chuyện với Nhật sau. Nhìn chung đó là cái việc mà mình tự giải quyết những cái vấn đề của mình ở Nhật. Lúc trước thì chị Ruby có gia đình, có em bé. Trong giai đoạn có em bé thì vấn đề sức khỏe này nọ và thường xuyên là phải cần sự hỗ trợ của bác sĩ. Và ngoài ra nữa đó là tìm kiếm thông tin, nhưng mà cái thông tin đó thì nó sẽ thứ nhất là nó không đủ nhiều, và thứ hai là nó chính xác. Nó thì cái đó là cái idea của mình. Rồi là như vậy, sau đó thì tiếp tục develop mình tìm những cái người cùng cái passion, cùng cái mission với mình, giống như là bạn mình lên CTO ở đây và cùng chung với lại Ruby để build cái product của mình. Rồi. Phía Ngọc thì chắc là Ngọc khá là cảm ơn Ruby với lại mình tham gia buổi hiện nay, và Ngọc không còn câu hỏi nào thêm cho mọi người hết. Về phía Thành thì sao Thành ơi? Ok, hiện tại này ok rồi. Cảm ơn chị Ngọc với cả Bình rất thời gian và team. Và hy vọng là một ngày không xa thì cái ý tưởng của mình phía mình thì có thể đạt được những kỳ vọng. Cảm ơn Thành, cảm ơn Ngọc, cảm ơn các bạn. Hy vọng là trong tương lai gần thôi mình sẽ có một buổi follow up của buổi này, để mình có những cái update mà nhiều hơn, hay hơn về sự phát triển của Mombi, cũng như là sự phát triển cá nhân của Ruby với lại của Bình nữa. Cảm ơn hai bạn đã cho buổi hôm nay. Quen chị Ruby với cả bên phía anh Bình và Cần, hiểu
tư vấn về tech hay là đâu đó cần team support ấy. Đấy, thì con có thể contact về phía Nikki. Đấy, mình cả về thầy cái team Rob thì sẽ luôn sẵn sàng. Đâu đó là đâu đó có thể support về phía mình. Cảm ơn. Ok Thành, cảm ơn Thành. Ok. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi ngày hôm nay. Trễ rồi, 9 giờ mấy rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Bye bye cả nhà. Mọi người cũng ngon. Bye bye.